Về Móng Cái nhá, các bạn có qua Cảng Hà nó có phố đi bộ nhé. Hôm nay mình được đến phố Quảng Hà, thị trấn Quảng Hà có phố đi bộ. Hôm nay đi bộ tuy là ngày thứ bảy nhưng mà rất là vắng. Có một điều đặc biệt ở cái phố đi bộ này là cái nhà xây rất là cổ, tường toàn tường 40, xây chắc là lâu lắm đấy.